Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Hằng Kiên. Hôm nay công ty chúng tôi xin phép được so sánh hai cái máy đo độ ẩm gạo, độ ẩm ngũ cốc của hãng Kết Nhật Bản, model F511 và model BM450. Đây, trên tay mình là cái model F511 Kết, dùng để đo độ ẩm lúa gạo. Ứng dụng là đo được lúa gạo này, lúa mì này, lúa này, hiển thị trên màn hình LCD này, máy chính này, và bao gồm cái bộ tuốt lúa luôn này, giấy chứng nhận. Tí nữa mình sẽ đi từng chi tiết về cái máy này. Còn đây là cái két BM450. BM450 này thì nó đo được các sản phẩm hạt giống, hạt nhỏ, đo được các cái độ ẩm của 24 loại lúa, gồm như lúa mì này, lúa mạch này, bắp này, đậu nành và ba loại cà phê, nhân xanh, rang và bo, cũng như là hạt hướng dương, hạt lúa dài này, gạo hạt dài này, lúa mạch đen này, đó, hay là đậu phụng này, tiêu đen này, hạt cải dầu, hạt đậu Hà Lan, đậu cô ve và đậu lộn hột. Nói chung đủ các loại nha. Nó tới 24 loại cho cái sản phẩm này. Thì cái két này nó được cung cấp máy chính này, ống lấy mẫu này và phễu này. Bộ phận bỏ mẫu thì nằm ở đây. Mình cũng có cái bài trên tay về cái sản phẩm BM450 này, quý vị cùng tham khảo này. Đây là cái chổi vệ sinh cung cấp tại Nhật này, và pin này, cũng như là các cái chứng nhận xuất xứ này, dấu đỏ luôn của Nhật nha các bạn, chính hãng luôn. Cái này gọi là CQ này, chính hãng của Nhật theo máy. Thì về hai cái máy này thì cái thang đo của cái F511 này. F511 thì được cung cấp máy chính này, muỗng lấy này, muỗng vệ sinh này, hai cái lấy mẫu thử mẫu này, và bộ tuốt lúa này, cũng như là chứng nhận kèm theo và tài liệu hướng dẫn sử dụng. Thì cái két F511 này á, nó so với cái BM450 thì cũng là một cái loại đo nhỏ gọn hơn. Nó nhỏ gọn hơn cái BM450 và cái giá của nó thì cũng nằm ở mức chấp nhận được, thấp bằng nửa cái BM450. Thì cái này nó cái độ phần trăm của gạo á, đo của gạo là nó từ 11 đến 20%, của lúa là từ 11 đến 30%, và của lúa sấy là từ 11 đến 20, lúa mì là từ 10 đến 30, và lúa mạch là từ 10 đến 30%, còn lúa mạch đen là 10 đến 20%. Sai số của này rất là thấp, sai số của nó chỉ là 0.1 thôi, 0.1%. Độ chính xác là cộng trừ 0.5%, ở cái khoảng là từ 10 đến 20%. Có khả năng tự động bù nhiệt độ luôn khi đo bằng cảm biến. Còn cái thằng BM450, thằng BM450 này thì cái thang đo của nó lớn hơn. Thang đo của nó là từ 1 đến 40%, nhưng mà nó tùy thuộc vào cái sản phẩm mình đo là cái loại gì. Đó, thang đo cái độ chính xác của nó cũng là cộng trừ 0 đến cộng trừ 0.5%, trong dưới khoảng 20%, thì nó cũng như thằng két F511 thôi. Dung tích chứa mẫu của nó thì lớn hơn F511. F511 thì chứa mẫu nhỏ thôi, có chút xíu thôi. Còn BM450 ấy, thì cái thể tích lấy mẫu của nó là bằng cả một cái cốc này luôn, là rất là lớn. Nó có chức năng tự động điều chỉnh được cân bằng này, tự động bù nhiệt độ khi đo này, nó có hệ thống điện trở này, và tự động tính được cái giá trị trung bình. Đây, cái nút AVE này là nút tự động tính trung bình này. Cái này nút mở nguồn này, cái này chọn cái đơn vị này, cái này là đọc này. Nguồn điện sử dụng thì nó cũng sử dụng là 4 pin thôi, 4 pin tiểu rất dễ mua thôi. Thế thì chúng ta có thể thay. Còn cái đặc biệt là giá của nó, vì nó nhiều chức năng nên giá của nó cũng cao hơn cái thằng F511. F511 thì giá rất ưu đãi, và có cái bộ phận tút lúa luôn, rất là hấp dẫn. Có cây quay luôn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng. Cái nhiệt độ sử dụng của nó là từ 0 đến 40 độ C. Máy thì được cung cấp trên cái model F511 này là từ 4 cục pin này, muỗng súc mẫu này, chổi quét này, kẹp mẫu này, máy xay mẫu này, hộp đựng máy. Đó. Ở trên này thì máy tất cả làm đây rồi. Rất nhỏ gọn luôn đây. Được thực hiện ở đây. Đi trực tiếp về xe này. Đây, đây là cái BM450. Đây là cái két F511. Cũng như là cái tài liệu.
Rồi, nếu quý khách có nhu cầu mua cái sản phẩm này, vui lòng truy cập trang web khangkin.com.vn hoặc là liên hệ hotline 0936 620 757 sẽ được tư vấn trực tiếp. Rồi, xin cảm ơn.